Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Lị Tứ. Trong số video ngày hôm nay, tụi mình sẽ cùng nhau chơi bị tướng Phoenix nha. Phoenix bây giờ thì cái lượng sát thương của nó đến từ cái kiếp nổ cũng sẽ khá là ghê gớm đó. Chúng ta đang tạo ra được cho mình lượng sát thương over time và đã có thể bức tử được một tên bên kia. Mất đi cho mình tóc biến rồi, nó dí tôi dữ quá má ơi. Dính bây giờ mình đã xa bàn ma thuật. Đệ tứ đã bị sùi bọt mép rồi, tao đúng này rồi. Và kế nữa là cô nàng bụt lại. Các bạn có thể thấy được rằng cái sự liên kết đến từ các thành niệm đồ xanh là mình chưa thực sự luôn ok. Còn chúng đang sở hữu những quân bài quá mạnh trong giao tranh. Thứ nhất là Isa đúng không ạ? Isa tí này hình như là nó đang gặp lỗi. Cái tóc đánh con tí này rất là nhanh hơn so với thực tế. Rồi làm sao đi à? Tóc biến lên trên, quả cảm, tự tin, quyết đoán, bức hạ được nó không? Ba câu trả lời là không, tầm với đang là quá xa luôn ha. Và thậm chí cô ta cũng đã bị hoạn tử luôn rồi. Khá là uổng nha. Chỉ mới 2 phút rưỡi, 3 phút thôi mà những cái lợi thế đang dành cho bọn chúng là tương đối nhiều luôn đó. Chúng ta cần phải chơi với một cái tác phong nó tập trung hơn các bạn à. Nó băng trụ, ở lộn, nó cướp bùi lần má ơi. Thằng Flo nó múa ghê quá vậy trời. Là muốn hoa nhặt hoa liên tục luôn á. Hạo nhiên trưởng, truy tinh trưởng, có chiêu nào chạy chiêu đó đi Quy ơi. Với con tướng Isa tí nị trong đội hình, về mặt lý thuyết nó chỉ có thể tác động lên cô nàng Chrissy mà thôi. Còn những người còn lại chúng ta đều có mức độ cơ động để có thể né khỏi cái xa bàn đó đúng không ạ? Anh em có thể thấy được là bọn chúng có được cho mình nguồn bài Yon, chất tướng Hyper Carry cực kỳ mạnh mẽ về giai đoạn cuối game. Và khoảng thời gian đầu game này chúng ta cũng không quá lo về anh bạn Yon này đâu. Tôi rất mong rằng anh bạn Lumber sẽ là một người chơi có kỹ năng. Anh ta sẽ tận dụng tốt được cái dạng combo long trời lở đất kết hợp với tốc biến, bởi vì đó là dạng combo mang yếu tố đột biến cực kỳ cao. Nếu như có một cái pha xe Canamotion hùa theo đúng thời điểm nữa, thực sự mà nó quá đã, nó quá phê luôn đó. Hy vọng rằng anh ta sẽ có thể làm được những pha như vậy. Chúng ta phải có một cái sự quan tâm thật là nhiều vào anh bạn Lumber này, để khi mà anh ta tung chiêu ra chúng ta sẽ khế hậu cách ăn ý. Liên tiếp là những cái pha nhái đèn, nó thể hiện được cái sự tự cao của kẻ địch, và đó cũng có thể là một lỗ hổng của bọn mình. Caesar đang còn bỏ ngỏ, các thành viên đội xanh mình có thể làm ăn được không đây? Câu trả lời sẽ là khó rồi. Thằng Flo nó biết tụi mình đang chuẩn bị ăn, và chắc có lẽ là nó đang tập kết đồng đội tới. Một mình nó đang cân hai dí hai người, không ở một chút nào cả. Isa tí nị đang tới, và rất hên, rất may mắn, rất kỹ năng đến từ quân đoàn Whistleblower. Tụi ta đã có thể sơ tái được cho mình con Caesar rồi. Một phần nào đó nó tăng thêm nhuệ khí cho các thành viên đội xanh mình. Long trời đã rất chưa tạo ra yếu tố đột biến, chưa dùng ra cho mình. Hay quá bạn ơi, bất khả cản phá đẩy về quá đã đi, mặt đất dễ sống luôn nữa. Nhưng đáng tiếc thay, tầm với và nấp trong bụi cỏ không có được cho mình cái phạm vi quan sát, cho nên kẻ địch đã có thể ngã ngủ lùi về. Cái gì vậy ông nội, sao tự nhiên bật cái mở trối uổng vậy ba? Hoặc cũng có thể là anh ta bấm lộn cũng không chừng đúng không ạ? Hơi uổng rồi nha, nhưng không sao cả. Với cái nẹt điện của Phoenix thì không cần lắm cái mở trối đó đâu, nếu như chúng ta quan sát và thăm miền kỹ. Bọn chúng đang muốn phá hủy công trình trụ đầu tiên của bọn mình hay chăng? Câu trả lời là sẽ là không được đâu. Khi mà cái tầm với của Phoenix cũng rất là xa, long trời đất tốt quá bạn ơi, bất khả cản phá, trời ơi, kiến tạo đang là quá đã luôn má ơi. Nhưng tôi dám vô không? Câu trả lời sẽ là có rồi đó. Dưới nó bây giờ đi cuối là Excalibur, tôi quyết định đồng quy vô tận cùng với nó. Và đã được rồi bạn ơi, không uổng công sự quyết đoán đến từ đại bạn Lumber. Quy tới rồi, đúng rồi, hạo nhiên trưởng đi. Ta vô trời ông nội ơi. Chiến thuật ngự hay gì cho bà nội? Sa bàn ma thuật được hiệu triệu ra rồi. Chúng ta còn 3 người, áp lực đang quá lớn tại cánh rừng kia kìa. Nhưng không sao cả, với con đèn Whistleblower khi cô ta có đầy đủ những cái điểm nội tại, với cái ám sát đó cô ta đủ để có thể thị uy, khiến cho thằng Na nó rút lui. 5 phút đã trôi qua và chúng ta đang có một cái sự thấp hơn về mặt chỉ số điện gục. Flo có vẻ anh ta khá là quậy đây này. Tôi sẽ có một chế độ chăm sóc đặc biệt cho Flo cái nha. Phía sau của tôi đang là cô nàng Quy, cánh trái của tôi đang là cô nàng Supply. Ngày tàn của thằng Flo tới rồi đó. Nó có biết được tín hiệu phục kích của bọn mình hay không đây? Câu trả lời chắc sẽ là có rồi ha. Nhưng chúng ta vẫn sẽ cố gắng băng trụ trong tình huống này. Có vẻ như tại tuyến đường trên này Quy đang rất là chật vật trong cái việc đấu đầu với Flo đang solo cùng với con đường Supply. Thứ hoa hậu hoa khai hoa giảm giáp được Flo, nó chống cự trâu quá trời đất luôn má ơi. Tung lên vừa đi cuối là lóc siêu thanh, nhưng cũng không thể nào bức hạ được nó luôn à. Tụi nó tề tụ tới rồi, tập kết tới rồi bạn ơi. Xin các bạn, của con đèn Quy không còn nhiều nữa. Tí này đang truy sát tạo ra được cho mình hiệu ứng solo, nhưng một người đồng đội đã phải bỏ mạng, đó chính là con đèn Supply. Sự trao đổi không có lời gì cả, quá lộ đến từ bọn mình luôn rồi. Tôi biết được rằng ý định kế của tụi nó sẽ là phá trụ đây này, nhưng tôi sẽ không để yên cho tụi nó làm điều đó đâu. Chúng ta vẫn phải thôi, nhưng mà bỏ trụ đi bạn ơi, cho nó chắc cứu. Cái kèo này tôi thấy nó chua quá trời của đất luôn rồi nha. 6 phút đã trôi qua mà chỉ mới giết được có 4 mạng mà thôi. Bọn chúng đã có thể phá hủy được chùm này 2 công trình trụ đầu tiên của bọn mình tại vườn giữa và khu vườn trên rồi.
bây giờ sao đây ta? AD bỏ đường, bỏ gì ba? Bây giờ không có đi di chuyển những tuyến đường khác thì mất luôn những hàng trụ này đó ba. Uổng lắm đó ba. Comeback đang nổ ra kìa kìa. Esbegu bắt đầu giáng xuống, lóc siêu thành tạo ra được cho mình kill solo đi bên kia. Nhưng chưa tìm được chỗ góc bắn trong tình huống hiện tại, chúng ta mất đi hai người rồi. Isa tí này vẫn đang tạo ra một sức ép quá lớn đối với bọn mình, đều đã rút cạn cái sinh lực của hai người đồng đội, đó chính là Chrissy và cô nàng Quy luôn rồi. Đối đầu với một cái đội hình mà nó khá trâu bò như vậy thì chúng ta cần lắm cái đao truy hồn và cuốn sách truy hồn và những món trang bị cần thiết đó chúng ta vẫn chưa có. Coi chừng nữa nó bụi cỏ như mấy ba. Miss Lai thì cô ta đang khá là cuồng mía, cô ta chết tích tận là 3 mạng và chưa có một đóng góp giá trị gì cho team cả ở thời điểm hiện tại. Tôi mong rằng cô ta sẽ chơi một cái tiết chế và cô ta cẩn thận hơn. Coi chừng như Miss Lai hơi bị xa rồi đó nghe bà nội. Coi chừng nghe ba, xa bàn ma thuật chặn đường của sau này của Sly lại. Sly được dùng để dùng cú đạm sát, nó phong mớn được tóc bí trong hướng của vợ rồi. Tạo ra được dùng mình hưu slow băng để dùng được nạt điện đó. Bình tĩnh nào mấy bạn ơi. Trâu bò tới rồi kìa, phò lo dùng để dùng đi cuối nè nha. Long trời đất cản trở đối phương lại. Sly bu dán xuống, không tạo ra quá nhiều sức ép. Ok, bình tĩnh nào. Caesar sẽ thuộc về cho bọn họ nữa mà thôi. Chúng ta bắt buộc phải an nhẫn chờ đợi mà thôi. Tôi rất là lo là bởi vì đây chỉ mới là lúc giữa game thôi. Đây chỉ mới là khoảng thời gian đầu game và gần giữa game thôi. Mà nó đã như vậy rồi thì thử hỏi về giai đoạn của game, khi sức bắn của giòn anh ta được khai phá thì chuyện khủng khiếp gì nó lại tới nữa đây cơ chứ. Cái kèo này tôi rầu quá trời quá đất luôn vậy đó. Chúng ta cần lắm được cho mình cái sự bình tĩnh. Tôi cần lắm cái sự kết hợp cùng với bạn Lumber ở những pha long trời đất. Bình tĩnh Lumber ơi, không có sát thương Lumber. Bà nội Rizzy kia kìa, bị tách biệt luôn rồi. Chrissy bê về nhanh đi ba, nhanh lên đi ba. Tụi nó chưa biết bằng núp lùm đó ba. Chrissy đang muốn thực hiện một cái pha cớ để cho mình con Caesar, để cô ta có thể mang được cho mình cái đại lộ Caesar thời điểm hiện tại. Nhưng điều đó có phải là viễn phong hay không, đến tất tận là ba người mà cô ta núp lùm đó. Lượng sát thương của cô ấy để có thể đốt mạng được cho mình thằng Nam, mà cô ấy còn sống kia kìa. Hay quá rồi, đi lên cứu vớt mạng sống của Chrissy đi nào. Mất đi cho mình cái đại lộ Caesar, à không phải là mất mà là tụi nó có được cho mình cái đại lộ Caesar, nó lại càng tăng thêm cái nhuệ khí của bọn họ rồi. Bây giờ là 8 phút 30 giây, vỏn vẹn 1 phút 30 giây cuối cùng nữa mà thôi sẽ là thời điểm mà cơ chế bảo vệ trụ sẽ bị xóa bỏ. Đó là một cơ hội rất tốt cho bọn chúng băng trụ như bạn ơi. Supply của ta ảo tận sức mạnh của mình nữa rồi, mắc bẫy rồi nha. Chiến thuật ngầu hay gì vậy bà nội? Long trời đất hiệu triệu ra hóa giải ngay bằng lên mở trỗi đó. Tôi đang được oanh kích mà tôi có thể hạ tử đi bằng follow rồi. Con số này nó có dừng lại hay chăng? Câu trả lời sẽ là có. Nó có, đưa cho mình cái đang xe Flynn hồi phục quá nhanh đến từ cái quyền năng ma thuật như vậy. Tầm với của bọn chúng kiểm soát đang là quá chắc chắn luôn bạn ơi. Thằng rừng tụi nó đâu mất tiêu rồi đó nha. Chrissy cô chừng nha. Chrissy lấy được một cái tóc biến của bọn họ, nhưng cô ta cũng đã bị khí tuyệt thân bông luôn rồi. Dám chơi ông ta? Câu trả lời sẽ là không. Tôi định tóc biến nẹt điện nhảy vào, nhưng mà tôi rất sợ thằng rừng nó tới rồi đó. Tôi biết ngay mà, nhiều khi tôi tóc biến lên bị thằng the nó ủi phát nữa là cái đó là một cái pha ốc chó luôn không chừng nữa. Đây là một cái thời điểm nó khá là quan trọng và nhạy cảm luôn đó. Nếu như mà tôi nằm xuống nữa là coi như cái ván game này thú quắc luôn, tôi chắc cứu là như vậy. Phoenix đang giữ một cái vị trí Academic Carry. Tôi cần lắm được cái sự kết hợp, tôi cần lắm cái dạng combo chiêu cuối kết hợp với tóc biến của bạn Lumber, rồi thêm một cái lóc siêu thanh cái đó là quá ngon luôn. Quy nhảy vô truy tinh trưởng kết hợp tóc biến hạo nhiên trưởng đẩy tụi nó vào vách tường cái nữa là lâm cục kẹo liền. Nhưng đó chỉ là tưởng tượng mà thôi. Và các bạn biết đó, cái ranh giới giữa thực tế và tưởng tượng nó là cái gì đó khó mà có thể định lượng được. Nếu như mà chúng ta không có may mắn mỉm cười, nếu như mà chúng ta không hành động, nếu như mà chúng ta không có sự cái khế hợp ăn ý đến từ những người đồng sự, đúng không ạ? Đang chia cắt lực lượng với nhau, Bushfly nữa rồi. Mấy cái nhỏ này không biết nói tiếng gì cho nó hiểu luôn. Má ơi, thằng Na kia kìa, nó đang quấy nhiễu bọn mình nha. Và lo nước bụi cỏ dịch chuyển lao bào combo hay quá bạn ơi. Tóc biến CC quá đã luôn từ Lumber. Anh ta đã có thể kiến tạo và chúng ta có thể khai trừ được hai thằng đàn ông bên kia. Quá đã đi, đây là ngày, đây là tia sáng của hy vọng đây này. Chúng ta sẽ có thể nương tựa và bấu víu vào bạn Lumber đúng như những gì mà chúng ta mong muốn. Sai lầm của bọn chúng đã hiển lộ ra, chúng ta sẽ có được chừng bao nhiêu cái mạng của bọn chúng đây. Nhảy vô chơi được cùng ta 8 giây nữa có. Tóc biến kéo xa được cho mình tầm với, né được dùng CC luôn nữa. Xung phong nhảy vào, nó đang tìm góc bắn cho thằng John tại đây kia. Rất đáng tiếc, lượng máu của chúng ta không còn đủ đầy nữa. Đúng rồi, hạo nhiên trưởng quất nó đi, giảm giáp nó đi, quất đi. Trời, hơi bị chậm như bà nội nhưng không sao cả, miễn chất lượng là ok. Minimap đang cho bọn mình thấy tại đường giữa đang có hai người, Isa và thằng John thôi nhé. Chơi được không ta? Tôi hơi bị nhạy cảm ở cái pha nẹt điện vừa rồi. Tôi quá ám ảnh cái xa bàn ma thuật rồi bạn ơi. Thằng John tại đây kia kia nó đang được bắn đi các bạn ơi. Bất khả cản phá, đẩy xa nó ra. Yên tâm để tôi xử lý thằng này cho. Ok, diệt thần cung đã được lên rồi. Sự hy sinh quá là dũng cảm đến từ bạn Lumber. Nếu như không có Lumber nhảy vào lánh chịu đạn cái pha vừa rồi, chắc có lẽ tôi cũng đã bị học máu mỏ rồi. Quá đã đi anh em ơi. 4 thằng Lumber kia đều đã bị khai trừ rồi.
quá tươi tắn đi. Đó là một dấu chỉ cho thấy được rằng chiến thắng sẽ dành cho tất cả các đại biểu Sanamin là tất thành mà thôi, đúng không ạ? À? Những gì mà chúng ta đang mong muốn chính là con Caesar lúc bấy giờ. Spotlight cô ta đang làm công tác đó, sự chênh lệch về mặt lượng vàng đâu đâu. Ô, không ổn nha, thằng Na tới kìa, Chrissy đâu, bảo lá nhảy vô ba. Con Caesar sẽ dành cho ai đây? Tôi tới rồi đây. Tuổi con nhưng mà cái điện Caesar không được ăn nữa và Caesar đã dành cho điện tứ rồi, thậm chí là outplay luôn cả thằng Na. Không còn nghi ngờ gì nữa đây, chắc tú là một dấu chỉ cho thấy được rằng chiến thắng sẽ dành cho tất cả các đại biểu Sanamin là tất lẽ dị ngẫu mà thôi. Đèn càng lên như vũ bão, tụi bạc play quay ngược lại và tạo ra một áp lực tâm lý quá lớn lên con nhỏ Isa tại đây kia. Sau những pha cầm bạc, sau những pha tranh cướp quá đã như vừa rồi, đội Dominica họ sẽ có một cái sự quan tâm đặc biệt đến Phoenix, nhưng điều đó đã đang là quá muộn rồi. Mở đầu comeback phối hợp với nhau đang là quá ăn ý đi bạn ơi. Không sao cả, bảo bọc dìu dắt nhau, chúng ta cần thêm một tí thời gian nữa. Sự khế hợp bánh ghép đó chúng ta đã tìm được rồi kia kìa. Tôi đang có một cái cảm giác là bọn chúng đang ở cái trạng thái là tương tự tê tâm liệt phế rồi đó. Tôi đã thấy được con người thật sự của bạn Lumber, cái true person của anh ấy rồi. Chúng ta chỉ cần đi cùng với anh ấy mà thôi. Những món vũ khí tối thượng của chúng ta đang sẵn có, lông trời lở đất tóc biến này nọ các kiểu, chúng ta đang đầy đủ quá nhiều đồ chơi, đang đồng hành đồng sự với con Caesar tiên phong Forget và bạn Na tại đây kia. Nẹt điện mất đi, xung phong đẩy vào, ý thấy mụn nội tôi rồi, Yubi à, anh em đâu rồi, ok. Của anh tự được nữa nè, này dùng cái CC đồng nướng vào đời và đồng đời đi, cô đang bảo một chuyện gì, tôi vẫn có thể sống sót ba ơi. Trời ơi ghê thiệt, trời tôi không hiểu tại sao tôi sống cái bao vừa đồ luôn á trời. Chrissy lên Focus hay quá rồi. Đáng tiếc thay là Supply của ta đến hơi bị chậm trễ, dính với dòng xa bàn ma thuật trong tình huống hiện tại, nhưng không sao, xa bàn hụt rồi. Supply của ta có nhiều cái liền và giá trị lên, thực ra Supply nó đang được định danh lên rồi kia kìa. Lại một lần nữa chúng ta đã phải clear đi bốn người bên kia, họ đang dùng toàn tâm toàn lực để có thể bảo vệ những công trình trụ đó, nhưng đáng tiếc thay đợt lính con xe của bọn mình đang còn quá xa. Uổng ghê vậy đó. Chúng ta đã và đang có được cho mình nhân hòa địa lợi nhưng chưa có thiên thời, và chúng ta đang cần cái mảnh ghép đó đây. Bây giờ thì lính xe tràn vào, chúng chỉ còn 3 người trên bản đồ. Sức bắn đến từ Phoenix đang cực kỳ khủng khiếp luôn rồi. Món trang bị cuối cùng của tôi sẽ là cái thương khung kiếm. Sau khi tôi lên được dùng món trang bị đó, lỗi chơi solo, lỗi chơi chủ động sẽ được thị phạm ngay. Bây giờ đã là 13 phút rưỡi rồi. Chúng ta đã có một cái đao truy hồn, nhưng thứ mà tôi cần là thêm một cuốn sách truy hồn nữa. Chrissy vẫn không lên, cô ta quá sai lầm, ảo tưởng sức mạnh rồi. Và cô ta đã đánh mất được cho mình cái cơ hội sống sót, đánh mất được cho mình cái cơ hội chiến thắng một cách quá nhẹ nhàng khi mà chúng ta tập kết đông tại khu đường giữa, để từ đó chúng ta ở đây. Quá đi mà, nhỏ này thiệt chứ. Tụi mình chỉ còn 4 người trên bản đồ, 5 Phoenix đã được lên, sức bắn của Phoenix lại ngày càng được củng cố hơn rồi đó. Ok, tôi tặng cho nó con bùa đó, à, không phải là tặng mà là để cho nó ăn con bùa đó, hy vọng rằng nó sẽ có giá trị hơn. Chuẩn bị vô hay chăng? Sa bạc ma thuật nhớ qua bạn Lumber. Ok, ngày tàn của con nhỏ Isa tới rồi đó, bắn lên đi anh em ơi, tầm với ngon quá rồi, khai trừ được nó rồi. Nhưng tí này sao nó lực quá trời rất vậy, trời ơi anh em ơi, anh em đâu mất tiêu quá rồi, trời ơi sao vội quá vậy, vội vàng của Xuân Diệu rồi. Thằng Na nó dí tôi, còn có mình tôi. À không sao, con nhỏ Chrissy sắp sửa được ra. Yên tâm, tụi tôi xử lý được. Những gì chúng ta cần làm chính là clear lính bắn. Trời ơi, trời ơi, tụi tôi đang lật kèo mà.